Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Giá xe VinFast rẻ hay đắt không biết, chỉ thấy người dân xếp hàng mua xe cả trong đêm. 10 giờ đêm, khách vẫn chen chật kín, tranh nhau mua. 200 điểm bán hàng cháy xe chỉ sau vài tiếng khai trương. VinFast đã có khởi điểm bùng nổ ngoài dự kiến sau khi biểu giá gây sốc được công bố. Một tháng rưỡi sau màn ra mắt ấn tượng trên thị trường quốc tế, hai ngôi sao mới của ngành ô tô thế giới sedan Lux A2.0 và SUV Lux SA2.0 đã trình làng công chúng Việt tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Cùng người anh em cỡ nhỏ VinFast Fadil và xe máy điện thông minh VinFast Clara, khu vực trưng bày 4 mẫu sản phẩm VinFast hầu như không còn chỗ trên chân. Đặc biệt, ngay sau khi công bố biểu giá gây sốc, VinFast lập tức trở thành hiện tượng bán hàng của năm với hàng nghìn khách hàng đổ xô tranh nhau mua ngay tại chỗ. Theo đó, giá công bố chính thức của ô tô VinFast lần lượt là 1 tỷ 818 triệu đồng với VinFast Lux SA2.0 bản SUV và 1 tỷ 366 triệu đồng với VinFast Lux A2.0 bản sedan và 423 triệu đồng đối với mẫu xe nhỏ VinFast Fadil. Nhưng với chính sách giá 30, không chi phí đầu tư, không chi phí tài chính và không lãi, cộng thêm chính sách khuyến mại đặc biệt nhân dịp ra mắt, giá xe đã giảm về mức chấn động. SUV Lux SA2.0 chỉ còn có 1 tỷ 136 triệu đồng, sedan Lux A2.0 về 800 triệu đồng và xe nhỏ Fadil chỉ còn có 336 triệu đồng, chưa có thuế VAT. Mức giá của các mẫu xe VinFast có thể nói là rất sốc, chắc chắn là dưới giá thành sản phẩm. Bởi vì một điều đơn giản là hai mẫu xe sedan và SUV của VinFast đang có mức giá dưới giá ở thị trường chính là Bắc Mỹ, nơi nguyên gốc của nó là BMW X5 và BMW Series 5 đang có mức giá tầm 50 cho đến 60 ngàn đô. Ông Nguyễn Thanh Hải, người từng phụ trách marketing cho siêu xe Bentley và Lamborghini Việt Nam nhận định, đúng như ông Hải dự báo, với mức giá mềm bất ngờ so với chất lượng và đẳng cấp thực tế đã được mục sở thị, lễ ra mắt xe VinFast lập tức chuyển thành điểm bán hàng tại chỗ với hàng dài người dân chen chúc xếp hàng để mua xe. Tất cả các bàn nhận đăng ký xe mau chóng quá tải, toàn bộ nhân viên chạy hết công suất từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm vẫn không vãn khách. Theo quy định, 21 giờ công viên phải đóng cửa, nhưng 22 giờ khu vực trưng bày và gian hàng vẫn tấp nập người tới chiêm ngưỡng và đặt mua xe. Chỉ cần từ 10 cho đến 50 triệu đồng trở lên, người mua đã có thể đặt cọc những mẫu xe hot nhất hiện nay. Các mẫu ô tô sẽ được giao đến tay khách hàng vào năm 2019. Riêng xe máy điện thông minh, người mua có thể lấy ngay. Tuy nhiên, do số lượng đặt mua quá lớn, nhiều khách hàng đã phải cầm phiếu ra về để chờ nhận xe sau. Sức nóng của xe VinFast đã nhanh chóng lan tới 200 điểm trưng bày bán hàng trên toàn quốc. Dù mới chính thức mở cửa từ 5 giờ chiều, nhưng cho tới 9 giờ tối, các điểm cầu đều trong tình trạng cháy hàng. Lễ ra mắt ô tô và xe VinFast tại Hà Nội kéo dài đến hết ngày hôm nay 21 tháng 11 và sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh từ 9 giờ cho đến 22 giờ vào các ngày 25-26 tháng 11 tại khu đô thị Vinhome Center Park. Riêng xe máy điện đã bày bán tại các showroom VinFast trên toàn quốc. Ngày 20 tháng 11 năm 2018, VinFast đồng loạt khai trương 200 cơ sở bán hàng bao gồm các showroom, điểm trưng bày và bán hàng tại trung tâm thương mại Vincom, Vinmart, Vinpro và các đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Đặc biệt, khách hàng muốn được tư vấn và đặt cọc những chiếc xe ô tô VinFast với giá ưu đãi trong lô hàng đầu tiên có thể đến 14 showroom trong các trung tâm thương mại Vincom trên các tỉnh thành của cả nước. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.